Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Móc Vlog nha. Thì bữa giờ mình cũng làm những cái video mà chuyên các cái món nướng đó mọi người. Thì mình nướng hoài mình ăn cũng ngán luôn. Thì hôm nay mình sẽ đổi chủ đề, thì mình sẽ chuyển vào cái món ăn ngày hôm nay là mình sẽ ăn trái cây nha mọi người, hay còn gọi là mình sẽ ăn chay á. Thì các bạn thấy trên cái bàn của mình gồm có này, đây còn có ba quả táo và một quả thơm nha mọi người. Đó. Hôm nay mình sẽ ăn trái cây và chấm với chén muối ớt nha mọi người. Muối ớt mình tự giả này. Đó. Thì thông thường thì mọi người sẽ ăn trái táo thì mình sẽ dùng cái dao này để mình gọt, đúng không ạ? Mình gọt vỏ, mình xếp là mình ăn trái tết. Thì cái trái thơm này cũng vậy thôi. Thì mình cũng sẽ gọt vỏ ra mình cắt ra mình ăn. Nhưng mà hôm nay có một điều đặc biệt nha mọi người. Thì mình sẽ ăn cái quả thơm này. Đó, mình sẽ ăn cái quả thơm này nhưng mà không đụng tới dao nha mọi người. Đó, thì bây giờ làm cách nào để mà mình ăn cái quả thơm này mà không cần tới dao thì mọi người hãy đón xem cái clip của mình hướng dẫn cách làm như thế nào nha mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cùng xem được cái quả thơm này. Trước tiên mình cần có một cái khăn nha mọi người. Cái khăn này nói chung là hay cái tấm vải, nói chung là mọi người muốn lấy cái gì cũng được. Nhưng sau đó là mình lót lên cái bàn. Đó, mình lót trên cái bàn này. Và cái thứ hai là mình bước tiếp theo là mình sẽ lấy cái quả thơm. Mình đặt lên trên cái tấm khăn này nha mọi người. Đó, mình sẽ quấn nó lại. Quấn nó lại. Đây. Mình sẽ quấn nó lại như thế này. Đó. Đây là bước tiếp theo nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ lăn nó nha mọi người. Mình lăn nó. Lăn nó như thế này nha mọi người. Ai già đau quá. Mình sẽ lấy hai cái tay mình đi. Lên tròn đều nha mọi người. Đó. Vô nhà đeo quá mọi người ơi. Mình sẽ lên tròn đều. Đó, mọi người nên lấy một cái khăn nó dày dày xíu để nó không có cái gai, nó không có đâm vô tay mình nha mọi người. Các bạn mọi người lên đánh khi nào mà nó mềm vậy chứ gì? Cho cái trái này nó mềm ra thì lúc đó mình sẽ có bắt đầu lên được hàng rồi. Bây giờ đấy, đúng rồi. Mình cứ mong đeo dài rồi đeo thịt luôn rồi. Đáng đeo rồi. Mình giúp người ta chút mọi người. Mình lăn nãy giờ, bây giờ nước chảy. Mình lăn nãy giờ. Bà gỡ răng ra mọi người, cứng lắm. Mặt mình nghĩ chắc là do cái thơm của mình nó chưa chín lắm đó mọi người. Đó, nè. Ra nè. Ra nè mọi người ơi. Ôi trời. Nè. Cắm như cái chén muối ớt nha mọi người. Bằng cách ăn này á, mình sẽ không cần phải cái mắt của cái thơm nè. Ăn nhanh còn lẹ đó, bây giờ nó ra được này. Chỉ cần nó ra được một mắt là mọi người sẽ có thể rất là được hết nha mọi người. Đó nè. Trời ơi, xíu quá phải bán. Không có uống công nãy giờ mình làm. Đó, phê mình mà. Cái thơm này cũng khá là ngọt không mọi người. Ây da. Mọi người chỉ cần cày ra được một mắt thôi là mình có thể lấy được những cái muối tiếp theo bên trong nha mọi người. Mình ăn cái này như muối chứ. Nè, thấy không?
Mời tất cả mọi người nha. Và thơm mà chấm với muối ớt thì thôi chứ còn gì nữa, đúng không mọi người? Mà cái thơm này chắc là cái thơm này theo như mình biết là chị em phụ nữ rất là thích ăn thơm đó. Và tất cả mọi người nha, đã thấy cái muối không, mình bước ra tới bên trong luôn. Ui ui, nè muối ớt cái dính này đó. Thì khi mà mình ăn thơm đó mọi người, thì mình ăn vừa đủ thôi chứ mình ăn nhiều quá nó bị sốt bụng lắm mọi người. Mình ăn bữa mình có bị một lần rồi sốt bụng lắm. Nè, mình kể ra hai muối luôn nè. À, ớt. Và tất cả mọi người nha. Được không mọi người? Cái cách này làm ăn ngon lắm mọi người. Đỡ phải dính tay đó nè. Hợp lý á. Để mình lấy cái dao mình chích ra thử nha. Ui, giờ rất tay quá. Ây da, giờ bị rất tay quá mọi người. Nè, mình ăn cái này nó không có bị dính cái mắc thơm vô luôn mọi người. Quá tuyệt vời luôn mọi người ơi. Thấy không? Cái nước nó còn ở bên trong này, bây giờ mình sẽ hấp cái nước vào thử nha mọi người. Wow, cái nước nó cực kỳ ngọt luôn mọi người. Cái thơm này ngọt chứ không phải là chua. Đó, nè, ha. Mời tất cả mọi người nha. Bây giờ mình tạm thời gác cái thơm này qua bên. Mình sẽ thưởng thức cái quả táo cái này. Thưởng thức thêm quả táo nữa nha. Táo mình mua mà nó còn tim luôn này. Để mình bóc tim này mình còn. Biết sao hôm nay mình làm món ăn trái clip ăn trái cây không? Hôm qua nay mình ăn hải sản nhiều quá, nóng trong người mọi người. Bây giờ mình ăn trái cây để giải nhiệt nha mọi người. Hôm nay mình sẽ thử cái món táo chấm ớt thử ăn có ngon không. Mà theo mình được biết cái gì mà chấm với muối ớt là đều ngon hết mọi người. Cứ chấm với muối ớt là nó tăng thêm cái hương vị đậm đà của món ăn đó mọi người. Đó. Nè, mình vừa gọt xong quả táo này mọi người. Bây giờ mình sẽ thử táo chấm muối ớt thì nó như thế nào, mùi vị nó như thế nào nha mọi người. Nó có giống như là mình ăn bình thường không nha. Đó, mời tất cả mọi người nha. Thứ nhất là táo nó giòn mọi người. Cái đầu tiên mình cảm nhận được là nó giòn. Cái thứ hai á là khi mình chấm với muối mọi người thì cái vị ngọt của nó sẽ tăng lên nha mọi người. Mình ăn thử miếng không này. Ăn không thì nó có vị chua chua một tí. Nhưng mà mình khi mình chấm với muối ớt này. Ngọt nha mọi người. Mình chấm với muối ớt thì hình như nó khử mất cái vị chua của táo rồi nha. Ngọt. Mời tất cả mọi người nha. Táo chấm muối ớt. Ừ.
hôm nay không có clip nướng sa tế nữa, mà đi vào đó là trái cây chấm muối ớt nha mọi người. Ngon mọi người. Vừa cay vừa ngọt. Mình sẽ tiếp tục thưởng thức cái thơm này nữa nha mọi người. Thì như mình nói á, thơm này mình ăn vừa thôi mọi người, ăn nhiều quá sót ruột lắm. Đó, hôm nay mình làm clip mình ăn chắc là mình quốc tầm khoảng nửa trái thôi. Quốc nhiều quá sót ruột lắm mọi người nè. Đó, mời tất cả mọi người nha. Đây là cách mà lấy thơm, ăn thơm không cần phải dùng dao nha mọi người. Đó, mọi người có thấy mà cái cách này của mình hiệu quả thì mọi người cứ làm theo nha. Nó chỉ có điều là hơi tốn sức một tí thôi, hơi tốn sức với hơi bị đau tay một tí thôi. Hơi tốn sức hơi đau tay, nhưng mà kết quả thì ăn thì khá là ok. Mời tất cả mọi người nha. Đó, mọi người thấy biết sao mình ăn mọi thứ ít này không? Tại vì mình không ăn được nhiều, mọi người mình ăn cái sức ăn của mình yếu lắm, mình ăn ít lắm. Đó, ăn mọi thứ ít thôi. Đó, nè, mình thấy không? Ăn chập sót ruột lắm mọi người. Bắt đầu mình có cảm giác hơi bị sót ruột về cái thơm này nữa. Mình không hiểu lý do tại sao mình cứ lăn như vậy, tự nhiên nó mấy cái muối nó bong ra mọi người. Chắc là cái mắt này nó liên kết. Mình lăn hồi xong nó bung ra. Bây giờ mình cày nó là dễ. Khá là ok. Cái muối bự hơn mọi người. Tiếp tục lấy miếng to này nè mọi người. Đây, mời tất cả mọi người này. Rồi, mời tất cả mọi người nha. Thì clip hôm nay mục đích của mình là review cái món trái cây. Đó, thay vì những buổi mình ăn thịt quá nhiều thì hôm nay mình ăn trái cây cho nó giảm bớt giảm bớt cái gì ta? Protein nha mọi người, giảm bớt protein. Đó, cái này là mình hướng dẫn cho mọi người cách ăn thơm không cần phải dùng dao. Đó, về cái cách nãy giờ mình làm đó, thì mọi người nếu mà thấy cách của mình hay vui vẻ thì mọi người làm theo, chứ mình cũng không khuyến khích là mọi người cứ lăn ra như này nhắn đau tay đó mọi người. Đó, thì hôm nay cái clip của mình quay tới đây cũng dài rồi mọi người, thì mình sẽ phép kết thúc cái video tại đây. Đó, hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Thì nếu mà mọi người có xem được cái video này, mọi người thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh để mình có nhiều động lực mình quay nhiều cái video clip để chia sẻ cho mọi người xem giải trí nha mọi người. Và bây giờ mình hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nha. Bye bye.